Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chọn ngày tốt tháng 6 âm lịch năm 2021 Tân Sửu. Tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu thì bắt đầu khởi từ ngày mùng 10 tháng 7 dương lịch. Đấy. Ngày mùng 1 là ngày Kỷ Mùi, tháng 6 này là tháng Thiếu. Đấy, tháng Ất Mùi là tháng Thiếu. Thì trong Đổng Công cũng có nói là gì? Tháng 6 thì là tiết tiểu thử, đại thử. Sau tiểu thử thì tam sát tại Tây. Phương ở ba phương là thân, dậu, tuất. Thì trong ba phương thân, dậu, tuất này là kỵ tu tạo động thổ. Vị trí quý vị lưu ý, những nhà nào mà ở cái hướng Tây, à, tam sát tại Tây rồi ở các phương là thân, dậu, tuất thì cũng không nên tu tạo sửa chữa, vì là cái này là tháng này là tam sát, bị tam sát đáo vào rất là nguy hiểm. Thì như thường lệ vẫn tiếp tục là gì, để lựa chọn ra những ngày tốt thì đầu tiên chúng ta phải loại bỏ những ngày xấu trong tháng. Thì những ngày xấu trong tháng bao gồm là ngày tam nương, ngày con nước, ngày dương công kỵ, ngày sát chủ, ngày thụ tử, ngày nguyệt phá và ngày thiên địa chuyển sát. Thì đây tôi đã tổng hợp hết những cái ngày xấu mà quý vị loại bỏ, những ngày xấu cơ bản để loại bỏ ra. Ngày xấu là để quý vị có thể là tự lựa chọn cho mình được những cái ngày tốt. Thì đầu tiên là ngày tam nương. Ngày tam nương bao gồm ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Đây là ngày chủ về sự tan vỡ, đó là người ta kiêng kỵ, người ta không dùng. Thì ngày tam nương ngày mùng 3 sẽ bắt bao gồm những ngày mùng 3. Mùng 3 sẽ là ngày Tân Dậu. Mùng 7 sẽ là ngày Ất Sửu. 13 sẽ là ngày Tân Mùi. 18 sẽ là ngày Bính Tý. Ngày 22 sẽ là ngày Canh Thìn. Và cuối cùng là ngày 27. 27 là ngày 24, 26. 27 là ngày Ất Dậu, là những ngày xấu chúng ta bỏ không dùng. Ngày xấu tiếp theo chúng ta cần loại bỏ là ngày con nước. Ngày con nước trong tháng 6 âm lịch là ngày mùng 7 và ngày 21. Thì ngày mùng 7 đã trùng với ngày tam nương, ta loại bỏ rồi. Tiếp đến là ta tìm ngày 21. Ngày 21 là ngày Kỷ Mão, thì là ngày xấu chúng ta cũng loại bỏ. Ngày xấu thứ ba là ngày dương công kỵ. Ngày dương công kỵ trong tháng này là ngày mùng 3, trong tháng 6 âm lịch ấy, là ngày mùng 3. Ngày mùng 3 thì lại trùng với ngày tam nương, chúng ta loại bỏ rồi. Thì hầu hết các việc lớn trong khi mà chúng ta sử dụng thì hầu hết các thầy hoặc là mọi người đều sẽ loại bỏ ngay một ngày cực kỳ nghiêm trọng, đó là ngày sát chủ. Cái ngày sát chủ mà khi mà sử dụng ấy thì nó tổn hại đến sức khỏe của gia chủ và ảnh hưởng trực tiếp đến chủ sự. Đấy. Vị trí là ngày sát chủ chúng ta không dùng, loại bỏ luôn. Ngày thứ hai là ngày thụ tử. Ngày số tiếp theo là ngày thụ tử. Tháng 6 âm lịch ngày thụ tử là ngày ngọ, chúng ta cũng không sử dụng ngày ngọ. Thì tháng Sửu, à, tháng 6 là tháng Mùi. Đấy. Thì trong cái tháng Mùi thì những cái ngày mà xung với tháng thì chúng ta không dùng. Thì bao gồm là ngày Sửu bị xung đúng không ạ? Ngày Sửu bao gồm ngày Ất Sửu và ngày Đinh Sửu. Ất Sửu thì là đã là ngày tam nương, ta lại bỏ rồi. Còn ngày Đinh Sửu ta bỏ nốt không dùng. Vị chi ngày Sửu chúng ta cũng không sử dụng. Ngày Thiên Địa chuyển sát là ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ, nhưng mà trong này thì không có. Hơn nữa ngày Ngọ là ngày thụ tử, chúng ta đã loại bỏ rồi. Vậy nên bây giờ chúng ta tiếp tục sử dụng Đổng Công để chúng ta tìm ra những ngày tốt trong tháng. Thì tháng 6 âm lịch Kiến Tệ Mùi. Đấy. Ngày Ất Mùi thì sát thập nhập trung cung, bất lợi về tu tạo, hôn nhân, nhập trạch, khai trương, thượng quan, các việc nếu phạm đều không tốt. Nếu dùng thì bị tổn nhân khẩu và mất mát tài vật là ngày đại hung. Tức là các ngày Mùi là ngày xấu, chúng ta loại bỏ không dùng. Tiếp đến là ngày Thân. Ngày Thân trực trừ thì ngày Giáp Thân có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Nhị Đức, Huỳnh La, Tử Đàn cùng chiếu. Lợi về việc là dựng cột,
khởi tạo an táng. Đấy, tức là ngày 6 Giáp Thần này. Thì lợi về việc gì? Khởi tạo, an táng, động thổ, khai trương, phát quả, xuất hành. Thì trăm việc đều tốt. Các ngày thân khác thì cũng được đại cát. Chỉ có ngày bính thân là ngũ hành vô khí. Đấy. Không dùng. Còn ngày canh thân thì dùng thận trọng. Canh thân mùng 2 thì chúng ta cũng không dùng. Chỉ dùng giáp thân và nhâm thân. Giáp thân và nhâm thân. Nhâm thân là ngày 14 thôi. 14 nhâm thân. Đấy, vị chi là ngày thân có hai ngày tốt là ngày giáp thân, ngày 26 và ngày 14 là ngày nhâm thân. Ngày tiếp theo sẽ là ngày Dậu. Ngày Dậu thì được thiên hỷ, thiên phú. Ngày Ất Dậu và Tân Dậu thì hai ngày này đã là ngày xấu, ta lại bỏ rồi. Ngày Kỷ Dậu thì trong tháng này không có. Và ngày Quý Dậu là ngày tiểu táng nhưng lại bị hung phạm. Tức là ngày Quý Dậu này trong tháng này là ngày tiểu táng được, chỉ có thể chôn tạm được nhưng lại bị phạm vào hắc sát, nên chỉ nên dùng lúc gấp. Vị trí là ngày này tốt nhất là cũng không nên dùng. Vị trí các ngày Dậu chúng ta lại bỏ. Ngày Tuất là ngày sát chủ, hơn nữa bị chiêu tước câu giảo lại phạm đến, chẳng phải lợi về việc gì cả. Nói chung là ngày đại hung, chỉ có ngày Giáp Tuất sử dụng được nhưng lại là ngày sát chủ thì ta cũng không nên dùng. Tiếp đến là ngày Hợi. Ngày Hợi là trực định, có hỏa tinh. Đinh Hợi thì có huỳnh la tử đàn, đây ngày 29 này, có huỳnh sa tử đàn, thiên hoàng địa hoàng cùng chiếu này. Ngày Ất Hợi thì có văn xương trực nhật, nên xuất hành nhập trạch, hôn nhân nhập học. Nói chung sao văn xương thì lợi về việc học hành, thi cử và thăng quan tiến chức. Thế thì quý vị có thể dùng ngày 17 Ất Hợi là một. Thứ hai là Đồng Công có nói là ngày Quý Hợi là ngày hung, ngày ngũ hành vũ khí, ngày cùng lục giáp, không dùng, bỏ. Vị chi chỉ có thể dùng được ngày Quý Hợi. Còn ngày Đinh Hợi, ngày Đinh Hợi thì trong Đồng Công không nói. Tức là chỉ có ngày Đinh Hợi, Ất Hợi và Đinh Hợi là hai ngày tốt, chúng ta sử dụng được. Tiếp đến là ngày Tý. Ngày Tý thì trực chấp, thì có huỳnh sa, huỳnh lan, tử đàn. Đấy. Bính Tý và canh Tý. Bính Tý và canh Bính Tý là ngày xấu, ta lại bỏ rồi. Bây giờ còn ngày Giáp Tý. Giáp Tý tuy là ngày đầu của lục giáp, ở tháng riêng và tháng 6 gặp thiên đức, nguyệt đức. Ở đâu không dùng được. Đấy. Nhưng vì kim tự chết, tóm lại là ngày Bính Tý ngày mùng 6 cũng xấu, ta sẽ không sử dụng theo Đồng Công. Ngày Sửu theo ngày Nguyệt Phá ta lại bỏ rồi. Bây giờ ta xét đến ngày Dần. Ngày Dần thì Đồng Công có nói là ngày Dần trực nguy, vì mùa hạ là ngày quỷ thần không vong. Ngày Giáp Dần có thiên nguyệt đức, huỳnh la tử đàn, kim ngân khố lô, bảo lâu, đế thủ ấy, cùng chiếu, nhưng không lợi cho việc đi xa, khởi tạo, hôn nhân. Tháng này không ngày Giáp Dần. Các ngày Dần khác là thứ cát, thì nói chung ngày Dần là những ngày thứ cát. Thì ngày Dần bao gồm ngày mùng 8 là ngày Bính Dần và ngày 20 là ngày Mậu Dần, là hai ngày thứ cát. Tiếp theo là ngày Mão. Ngày Mão thì là có thiên hỷ, ngày Ất Mão và Tân Mão. Ất Mão và Tân Mão thì trong tháng này không có. Đồng Công nói là các ngày Mão khác thì là thứ cát. Tức là mình ngày 21 là ngày Kỷ Mão ta bỏ rồi. Còn ngày mùng 9 Đinh Mão thì cũng là ngày thứ cát, các bạn dùng được. Đây, tôi đặt ra đây rồi. Ở đây tôi sẽ là sử dụng hai cột, một cột là cột đại cát, là ghi các ngày đại cát, còn cái cột thứ hai là cột thứ cát, là ghi những cái ngày mà làm việc nhỏ, còn đại cát là ngày hầu hết các việc đều dùng được. Tiếp đến là ngày Thìn. Ngày Thìn trực thâu, Giáp Thìn thì có thiên đức, Bính Thìn, Nhâm Thìn, Bính Thìn, Nhâm Thìn, ba ngày là thứ cát. Bính Thìn và Nhâm Thìn là trong tháng này không có. Canh Thìn thì bị đằng xà. Mậu Thìn cũng không tốt. Tức là ngày Thìn là chúng ta lại bỏ, không dùng. Tiếp theo là ngày Tỵ. Ngày Tỵ thì có thiên thành. Đấy.
có thiên tặc chỉ nên dùng ngày Ất Tỵ thì tháng này không có Ất Tỵ, Quý Tỵ cũng không có. Vị chi là các ngày Tỵ khác bất lợi và gặp hung hiểm thì ta cũng không sử dụng ngày Tỵ. Và cuối cùng thì là ngày Ngọ trực bế, nó bị phạm vãng vong. Giáp Ngọ thì có thiên xá nhưng lại thuộc ngày thiên địa chuyển sát, nữa lại là ngày thụ tử, không dùng được. Mậu Ngọ thì phạm trùng tang, nói chung là ngày Ngọ là ngày thụ tử xấu thì chúng ta cũng đã loại bỏ rồi. Như vậy tổng kết lại thì trong cái tháng 6 âm lịch thì có những ngày tốt sau này. Một là ngày 14 là ngày Nhâm Thân, 2 là ngày 17 là ngày Ất Hợi, 3 là ngày 26 là ngày Giáp Thân, 4 là ngày 29 là ngày Đinh Hợi. Còn các ngày tiểu thứ cát thì có ngày mùng 8 là Bính Dần, mùng 9 Đinh Mão, 20 là Mậu Dần. Vị chi là trong cái này, cái tháng 6 âm lịch này thì đầu tháng là không có ngày tốt, không ngày đại cát, chỉ có hai ngày mùng 8, mùng 9 như vậy là ngày thứ cát thôi, làm việc nhỏ thôi. Đấy, cho nên tôi vừa sử dụng đồng công để cùng quý vị và các bạn là tìm ra những ngày tốt trong cái tháng 6 âm lịch năm canh năm Tân Sửu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến thời gian này. 30 tập chương trình, rất cảm ơn quý vị. Thì để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất của chúng tôi. Thì trong series tiếp theo về cái xem ngày thì chúng tôi sẽ làm những cái video về xem ngày động thổ, xem ngày khai trương, cưới hỏi, từng tháng một nhé, từng tháng một, để quý vị tiện theo dõi. Ngoài nguyên tắc chung, chúng tôi sẽ làm những cái riêng như vậy để quý vị tiện theo dõi và cũng áp dụng được cho mình, cho công việc nó được hanh thông thuận lợi và tài lộc nó đầy nhà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, thì hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Chúc quý vị một ngày mới đầy tài lộc và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.